Xin chào quý anh chị và các bạn, ở em Nguyên đây. Thì Tú em làm cái kênh YouTube này ra đa phần em hay quay và giới thiệu nhà cho anh chị. Nhưng mà một cái mục đích lớn hơn mà em muốn làm cái kênh YouTube này ra đó chính là em muốn chia sẻ là những cái kiến thức, kinh nghiệm mà em có được qua quá trình em tự sửa chữa nhà, em tự đầu tư nhà hay quá trình em đi buôn bán nhà với khách. Thì em muốn chia sẻ là những cái kiến thức, kinh nghiệm đó cho những anh chị nào mà không biết. Hay là đôi khi em đi gặp khách, những khách nào mà đã biết rồi, những khách người ta là professional investor rồi, thì đôi khi người ta còn chỉ cho mình đó anh chị. Thì đó, mình phải học hỏi từ người ta, thì mình học hỏi từ mỗi ngày mà anh chị. Thì hôm nay thay vì em quay một cái video giới thiệu nhà bình thường thì em quay hai căn nhà để em so sánh. Tại vì tại sao em so sánh giữa hai căn nhà này là tại vì hai căn nhà này đều do hai căn nhà do hai flipper người ta mua nhà cũ về, người ta tân trang sửa chữa xong người ta đem lên thị trường người ta bán lại để người ta kiếm tiền lời. Nhưng một căn nhà thì chủ nhà chỉ sửa chữa trong vòng có 3 tuần thôi mà người ta đã có thể đem lên thị trường người ta bán lại, và căn nhà này đang rất hot và rất là nhiều offer gửi vô và người chủ có thể lời liền 50-60 ngàn liền ngay lập tức. Một căn nhà khác chủ nhà người ta tân trang, người ta sửa chữa gần cả năm trời, đem lên thị trường bán cách đây 2 tháng trước và hiện tại đang giảm giá đã 2 lần rồi và vẫn chưa bán được, vẫn hơi khó bán một chút. Mà nhà cửa bây giờ cũng đang hot mà nhà mình đang lên khó bán là hơi bị kỳ. Thì đó chính em muốn quay và em so sánh giữa hai căn nhà này cho quý anh chị xem mình học được cái bí quyết như thế nào mà cái người flipper người ta có thể tiết kiệm tiền nhất trong vấn đề người ta tân trang sửa chữa nhà mà người ta làm tăng giá trị nhà cao nhất. Đầu tiên em sẽ quay cho anh chị, giới thiệu cho anh chị một căn nhà ở thành phố Westminster. Căn nhà này có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà rộng 1160 square feet, đất rộng 7200 square feet. Chủ nhà người ta mới mua cách đây khoảng 1 tháng về trước thôi, sửa chữa 3 tuần đem lên thị trường bán. Đem lên bán ở giá 868.000, nhưng mà cái giá này chỉ là cái giá nhử thôi anh chị. Nếu anh chị muốn mua căn nhà này anh chị phải offer, cái giá offer phải trên 900.000 thì người ta mới có bán. Đó, thì em sẽ quay căn đó trước rồi em sau đó em sẽ nói những cái ưu và nhược điểm căn đó. Rồi mình qua mấy cái căn Westgate Road, mình coi cái căn mà đang bị ế mình coi. Rồi bây giờ mình coi cái căn đầu tiên ở thành phố Westminster nha anh chị. Đây là căn nhà đầu tiên mà em muốn quay và giới thiệu cho anh chị. Căn nhà thuộc thành phố Westminster, nhà có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà rộng 1190 square feet, đất rộng 7200 square feet. Căn nhà này nằm trong một cái khu neighbor cũng tương đối tốt ở thành phố Westminster. Thì như anh chị thấy ở đây thì em đang quay vào tầm 2-3 giờ chiều thì em thấy rất ít xe đậu trên đường. Đó là một cái dấu hiệu tốt của một cái khu neighbor ok. Căn nhà này đã được anh chủ, anh mua cách đây 1 tháng trước. Anh đã mua căn nhà này với giá là 820.000, về tân trang sửa chữa trong vòng có 3 tuần thôi. Thì anh đã đăng lên bán ở với giá là 868.000. Thì cái giá này chỉ là một cái giá listing để có thể cho nhiều người vô xem. Nhưng mà nếu anh chị thật sự mà muốn mua căn nhà này, anh chị phải trả giá hơn 900.000. Thì nhìn bên ngoài thì cũng đã được anh chủ decorate, cái cửa sổ thì còn mới còn tốt. Bên ngoài thì cái góc sơn này không phải là góc sơn mới, nhưng mà còn cũng nhìn còn rất mới. Rồi mình vô trong mình coi căn nhà trong 3 tuần anh chủ này anh đã làm như thế nào để có thể đăng lên bán được liền. Đầu tiên em thấy bên trong đã được chủ nhà người ta sơn lại hết tất cả mọi thứ. Và nếu anh chị để ý thì người chủ này người ta làm nhà người ta rất là detail, người ta take care từng tới từng cái bức tường. Thì nếu như anh chị nhìn tường hay có những cái họa tiết trên tường, những cái người ta anh nói chung ảnh decorate bức tường để làm cho căn nhà nó không có bị nhàm chán. Những cái furniture trong căn nhà này á, thì nó sẽ không đi chung với căn nhà nha anh chị. Cái này chỉ là staging để người ta bán nhà thôi, làm nhà đẹp người ta bán thôi. Nhưng mà những cái furniture này nó sẽ không đi chung với căn nhà. Đây là không gian phòng khách của căn nhà. Thì như anh chị thấy không gian phòng khách rất là sáng. Những kiểu nhà hiện đại bây giờ người ta rất là gắn những nhiều đèn reset light. Rồi không những có đèn reset light mà anh chủ anh còn tinh tế anh gắn thêm một cái đèn trần. Có nhìn những cái đèn cầy vậy đó anh chị. Thì làm cho căn nhà nó tạo lên cái căn nhà nó có cái điểm nhấn. Cái người flipper nhà giỏi á, người ta biết cần phải bỏ cái gì vô căn nhà để căn nhà mình nó stand out. Đó, đây là không gian phòng khách. Rồi anh chị nhìn cái bức tường nè, bức tường cũng đã được anh được người chủ người ta dán tường làm cho nó nổi bật hơn. Đó.
Em sẽ không nói về những cái món đồ mà người ta dùng decorate, em chỉ nói về cái phần mà những gì mà anh chủ anh đã làm, những người chủ người ta đã làm trong căn nhà này. Đèn đuốc gì, anh chị thấy không? Đèn đế gì người ta đã gắn rất nhiều đèn và tạo có gắn thêm những cái đèn kiểu để cho cái làm thêm cái căn nhà nhìn nó hiện đại hơn. Đây là không gian phòng ăn. Có một cái cửa sổ để ngắm ra đằng trước căn nhà. Rồi có thêm một hai cái đèn trên cái bức tường nữa anh chị. Đó là những cái thứ mà mình phải nên coi để mình học hỏi. Nếu mà mai mốt mình sửa nhà thì mình làm sao để cho căn nhà mình nó đẹp hơn. Đây là không gian bếp nè anh chị. Thì theo em thấy những gì mà người chủ người ta làm ở đây, đó chính là người ta sơn ở những cái tủ cabinet này. Người ta thay cái viên đá ở trên tủ, người ta đổi cái sink, người ta gắn cái dồi nước mới, người ta thay cái handle mới để mà nhìn nó stand out ra, cái handle màu vàng đó anh chị, làm nhìn nó stand out và gắn gạch ở trên cái bức tường nhà bếp. Một trong những cái nhược điểm nhẹ nhà bếp này là cái tủ lạnh không được để một cái tủ lạnh lớn mà chỉ để cái tủ lạnh nhỏ được thôi. Đó thì mình học được ở đây là gì? Học được là người chủ người ta không phải là cái gì người ta cũng làm, người ta cũng remodel hết, mà người ta cũng phải giữ lại những cái của nhà cũ để tiết kiệm tiền. Và người ta đã những cái gì người ta cần thay, giống như anh chị để ý là cái bếp ga đó, người ta cũng xài đồ tốt. Là tại sao người chủ người ta xài đồ tốt, là tại vì người ta muốn làm cho cái bếp người ta stand out ra đó. Rồi cái bếp này còn có một cái cửa thông ra bắc gia làm rất là thoáng. Bây giờ mình coi phòng ngủ nha anh chị. Đây là phòng ngủ đầu tiên của nhà này. Thì như anh chị thấy cái phòng ngủ này thì đã được chủ nhà, đầu tiên là em thấy là người chủ người ta đã sơn lại căn phòng, sau đó người ta dán tường nên anh tường nó hơi kiểu cọ một chút, rồi người ta gắn thêm một cái quạt trần ở trên trần nhà, ở trên ceiling. Đó là những upgrade mà cái phòng ngủ này đã làm. Thì anh chị thấy đó, những cái việc đó thì tương đối là không tốn quá nhiều tiền, số tiền đầu tư vào không tốn nhiều tiền, nhưng mà làm căn phòng nhìn nó sang trọng và nó mới ra hẳn luôn. Cái sàn cũng chưa được thay nha chị, cái sàn này chỉ là một cái sàn original thôi, nhưng mà nó cũng còn good condition. Đó, phòng ngủ này, cái nhược điểm của cái phòng ngủ ở căn nhà này, phòng ngủ nó hơi nhỏ. Đó, thì bây giờ em sẽ qua cái phòng ngủ thứ hai. Đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai thì nó cũng làm giống giống cái phòng ngủ đầu tiên, đó chính là người chủ nhà người ta sơn tường, dán tường và gắn một cái đèn. Thay vì để quấn quạt trần thì người ta gắn một cái đèn ở giữa cái siêu giữa cái căn phòng để làm phòng nó sáng hơn. Những cái thay đổi này thật sự là nó không tốn rất quá nhiều tiền đâu anh chị, nhưng mà căn nhà nó làm cho căn nhà nó sang trọng lên rất là nhiều. Nó chỉ là những thay đổi mang tính chất là decoration thôi, là trang trí thôi, nhưng mà nó thể hiện cái sự cái gu của cái người họ biết làm nhà, sửa nhà như thế nào để tiết kiệm tiền nhất có thể. Đây là phòng tắm đầu tiên của căn nhà này, thì phòng tắm này cũng đã được tân trang sửa chữa rất là đẹp rồi. Thì em quay hơi nhanh nên một lát nữa em sẽ chạy qua cái phòng tắm thứ hai, em nói là những cái gì người chủ người ta đã upgrade trong cái phòng tắm đó nha anh chị. Đó, đây là những cái tủ cabinet. Đây là cái phòng tắm thứ hai, thì những cái upgrade của phòng tắm này em thấy được là người chủ người ta thay cái sink, người ta dán tường sơn lại, sau đó người ta thay thay cái cửa, thay cái cửa sliding door của cái bathtub đó, cái chỗ tắm đứng đó anh chị. Đó, đó là ba thứ mà người chủ người ta đã làm trong cái phòng tắm đó. Còn đây là phòng ngủ thứ ba, thì cũng như cái concept của hai cái phòng ngủ kia, đó chính là dán tường là thứ nhất, thứ hai là gắn lên một cái quạt trần và decorate cái căn phòng lên thì nhìn căn phòng rất mới. Đó, đây là phòng ngủ thứ ba. Thì concept của ba phòng ngủ là dán sơn, dán tường và gắn thêm. Bây giờ em ra cái bát gia nha anh chị. Rồi, giờ mình cùng nhau mình ra cái không gian bát gia, mình coi là bát gia người chủ người ta đã làm gì nha chị. Thì căn nhà này được chọn trong những cái ưu điểm lớn nhất của căn nhà này, được cầm một miếng đất 7.200 square feet. Chủ nhà người ta đã clean up lại tất cả đằng sau nhà, nhìn rất là gọn gàng sạch sẽ rồi. Đó, thì nguyên cái miếng xi măng, mảng xi măng này đã được chủ nhà người ta epoxy hết rồi. Và người ta đã trồng rất là nhiều cây xung quanh nhà để tạo tạo nhìn nhà nó rất là thoáng mát. Cái bắc gia nhìn rất là thoáng mát, dễ chịu.
Đó, anh chị nhìn thấy không? Rất là người chủ người ta rất là biết decorate nhà. Những cái decoration này á, anh chị, nó không tốn quá nhiều tiền nhưng mà nó sẽ làm cho người mua người ta làm tăng cái giá trị của căn nhà nó lên. Anh chị thấy không? Đèn nối đèn ra làm rất là kiểu cỏ, rất là đầu tư. Nhìn thì có vẻ mắc tiền nhưng mà cái số tiền mà bỏ ra thì không quá nhiều để làm nên cái sự nổi bật này. Nhờ miếng đất 7.200 trên miếng đất 7.000 ưu điểm mà trên miếng đất 7.200 square feet này anh chị có thể xây một cái ADU 3 phòng ngủ hay 4 phòng ngủ hay phòng tắm ở trên cái miếng đất đằng sau này luôn nha anh chị. Đó là một cái điểm làm tăng giá trị căn nhà. Bây giờ em sẽ quay qua em quay một căn nhà ở thành phố West Garden Road, em so sánh những gì mà người ta đã làm nha anh chị. Và em đã quay và giới thiệu xong cho anh chị căn nhà ở Westminster. Bây giờ em nói về cái bài toán con số, bài toán về con số của cái người flipper này nha, cái nhà đầu tư này nha anh chị. Thì căn nhà này được chủ nhà người ta mua với giá là 820 ngàn. Người ta tân trang, người ta sửa chữa thì cái căn nhà này bản thân nó là in good condition rồi. Thì em thấy là những cái gì người ta tân trang sửa chữa nó chỉ là cosmetic fit và người ta chỉ sơn sửa, người ta decorate căn nhà thôi. Thì cái số tiền mà em thấy người ta bỏ, cái người đầu tư nhà đầu tư này người ta bỏ ra trong căn nhà này là từ 4 tới 50 ngàn. Thì căn nhà này mua 820, bỏ 4 tới 50 ngàn là 870, và hiện tại đang 868. Nhưng mà anh chị đừng có nghĩ là 868 người ta bán nha anh chị. Cái giá 868 ngàn này chỉ là giá nhử, như em nói ở phần đầu video đây là chỉ là một cái giá nhử thôi. Nếu anh chị thật sự muốn mua căn nhà này, anh chị phải ít nhất cũng phải trả từ 920 ngàn trở lên. Tại theo em biết căn nhà này đang có rất là nhiều offer gửi vô, anh chị phải trả 920 ngàn trở lên thì người ta mới chịu bán, người chủ người ta mới đồng ý, người có thể thôi nha anh chị, chứ em nghĩ còn phải hơn cái giá đó nữa. Thì tùy, nếu anh chị thích thì anh chị có thể gọi em liên lạc, em sẽ liên lạc với người sale agent để em biết cập nhật cái tình hình giá. Thì căn nhà này ví dụ người chủ người ta bán 950 đi, mua 820, bỏ 50 ngàn ra sửa là 870, tiền agent khoảng 3-4% thì cho thêm 30 ngàn nữa đi là 900, bán được 950 rồi khoảng 5 tới 60 ngàn, 50 ngàn trong căn nhà đó trong vòng có một tháng thôi. Nghe thì dễ, nghe thì thấy mình thấy ồ dễ quá, nhưng mà nếu anh chị là một người không có nghề, anh chị thử vô coi, anh chị một căn nhà mà mình thấy là nó nhẹ nhàng sửa nhẹ nhàng nhưng mà vô một cái mà anh chị không có nghề á, từ 4-50 ngàn mà nó có thể nhảy lên 8-90 ngàn là chuyện rất là bình thường anh chị. Thì cái chuyện nên nên mình nhìn thấy dễ tưởng ngon ăn nhưng mà không ngon ăn đâu anh chị. Bây giờ mình qua căn thứ hai, căn không ngon ăn nè anh chị. Căn thứ hai chủ nhà người ta mua với giá rất là rẻ, 775 ngàn thôi. Người ta tân trang sửa chữa một năm trời nha anh chị. Sau đó người ta đem bán cách đây 2 tháng trước, mà lúc đầu để giá 1,1 triệu, bây giờ giảm xuống còn 1,50 triệu thôi, là giảm giá rồi mà vẫn còn đang ế. Thì mình coi, mình đi, mình quay, mình coi coi là tại sao căn nhà này đang bị ế. Căn nhà này thuộc thành phố West Garden, có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, nhà rộng 1.763 square feet, đất rộng 6.300 square feet. Căn nhà này đã được giảm giá xuống 1,050 triệu và đang ế. Nếu anh chị có muốn mua thì mình có thể giảm giá nữa anh chị. Thì mình đi quay, mình coi cái người ta sửa nhà thế nào. Căn nhà này người ta tốn nhiều tiền để người ta sửa hơn là cái căn nhà Westminster vừa rồi anh chị mới xem. Mình coi người ta sửa như thế nào và mình mai mốt mình đừng có mắc những cái sai lầm như người ta nữa. Ok, mình coi căn thứ hai nha anh chị. Đây là căn nhà thứ hai mà muốn quay và giới thiệu cho anh chị. Căn nhà này thuộc thành phố West Garden Road. West Garden Road là một trong những cái địa điểm tốt nhất của thành phố Garden Road. Giá cả nhà quanh đây cũng ngang ngửa với thành phố Westminster đó anh chị. Căn nhà này có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, nhà rộng 1.767 square feet. Đất rộng là 6.300 square feet. Căn nhà này đã được chủ nhà người ta mua năm trước với cái giá là 775 ngàn. Người ta về người ta tân trang sửa chữa một năm trời và bây giờ người ta đang bán cách đây 2 tháng trước, người ta bắt đầu ta rao bán với giá 1,1 triệu, sau người ta giảm giá xuống còn 1,050 ngàn. Thì căn nhà này em thấy là chủ nhà người ta cũng đã tân trang sửa chữa lại hết tất cả từ trong ra ngoài rồi, nhưng mà tại sao căn nhà này cái giá này em thấy là 1,050 triệu cũng là một cái giá fair, cái giá cũng là giá ngang với giá thị trường đó chị, nhưng mà tại sao căn nhà này lại khó bán thì mình cùng xem đó.
Đây là phía trước của căn nhà này nè anh chị. Thì phía trước căn nhà này những gì em thấy chủ nhà, cái landscaping chủ nhà không có take care nha anh chị. Để cỏ dại mọc rất là nhiều bên ngoài. Và chủ nhà người ta đã sơn nhà rồi. Cửa sơn nhà bên ngoài rồi, cửa sổ người ta còn thường như cũng là cửa sổ mới. Cái cánh cửa này vô mới nè. Bây giờ mình vô mình coi cái nhà bếp. Mình so sánh cái nhà bếp, hai nhà bếp với nhau nha. Thì cái nhà bếp này thì em thấy người chủ nhà, người ta đã thay đổi hết tất cả mọi thứ rồi. Người ta làm tất cả dàn tủ cabinet mới nè, sàn mới nè, xiên mới nè, và mấy cái đá trên, mấy cái đá cũng mà đá mới luôn chị, gắn đèn recessed light. Nhưng mà em thấy nó không được đẹp anh chị. Vậy nó không được đẹp chỗ nào? Thì em nói cái quan điểm cá nhân của em thôi nha anh chị. Thì thứ nhất là em thấy nếu anh chị để ý cái bếp á, cái bếp ga đó, cái rice á, thì bên nhà kia anh chị thấy cái người mà họ biết phíp nhà, họ đầu tư vô một cái rice rất là mắc, nhìn rất là bự, rất là mắc tiền. Còn cái rice ở đây anh chị thấy nhìn nó không có phù hợp với căn nhà này là thứ nhất. Thứ hai là người ta xài cái loại sàn là sàn vinyl. Cái loại vinyl này là loại vinyl cũng không quá mắc tiền, loại rẻ tiền anh chị. Đó, thì nó không có phù hợp với căn nhà 1 triệu đô. Thứ ba đó chính là cái dàn cabinet này cũng là dàn cabinet standard thôi, chứ không phải là dàn cabinet mắc tiền nữa. Nên một căn nhà 1 triệu đô mà anh chị đi, anh chị xài những cái loại tủ, những loại đồ của nhà, một căn nhà chỉ có 500-600 ngàn đô, thì làm sao mà nó hợp được anh chị. Thì chính vì vậy làm cho căn nhà này khó bán trên thị trường là như vậy. Thứ hai, bây giờ mình vô cái gara đi. Cái gara này thì nó có đường ống điện, ống nước, ống ga thì đầy đủ ở trong đây hết rồi. Đó, điện, ống nước, ga hết đầy đủ để máy giặt, máy sấy. Cái gara này có một cái nhược điểm rất lớn anh chị. Đó chính là anh chị thấy có một cái phần nó nổi lên không? Cái phần xi măng á. Đó, đấy, mà em quay vào cái chỗ đây em nói cho cặn kẽ hơn. Đó, anh chị thấy không? Có một cái dốc ở chỗ đó. Cái đó nó làm mặc dù gara này đậu được tới 2 chiếc xe này, nhưng vì cái chỗ xi măng đó và vì cái phòng để đựng cái máy sưởi như thế này nè, làm cái gara này mặc dù đậu được 2 chiếc xe nhưng mà vì cái chỗ đó nó ngăn ngại làm đậu được còn có 1 chiếc xe anh chị. Thì đó là một cái nhược điểm rất lớn của cái gara này. Anh chị có để ý thêm cái nhà bếp này là gì không? Cái đèn người ta dùng cũng không có mát nhau nữa. Cái đèn recessed light thì nó màu trắng. Mà cái đèn trang trí ở trong cái chỗ icing với chỗ bàn ăn thì nó màu vàng. Đó, thì người chủ người ta không có care về cái phần detail. Người ta chỉ làm tổng quan thôi. Đó, đây là cái phòng ngủ. Thì giờ mình so sánh hai phòng ngủ này. Phòng ngủ này thì đã được chủ nhà người ta sơn lại rồi. Thứ nhất, thay sàn nè và recessed light rồi. Đó, thì anh chị thấy không? Nhìn cái phòng ngủ, cái phòng ngủ này thì em thấy nó hơi boring. Mặc dù nó rộng hơn cái phòng ngủ kia nha anh chị, tại nhà này rộng tới 1.700 square feet rồi. Nhưng mà nhìn cái phòng ngủ này nó tương đối là chán, nó basic y chang những căn nhà Việt Nam vậy đó anh chị. Nó không có gì là modern hết. Thì nếu anh chị so sánh hai phòng ngủ thì anh chị em có để cái hình ảnh ở trên thì anh chị thấy được cái sự khác biệt. Mặc dù cái phòng ngủ này người ta làm tốn tiền hơn nha anh chị. Cái phòng ngủ rồi, giờ mình qua cái phòng tắm đi. Phòng tắm này cũng đã được chủ nhà người ta commit đi remodel, gắn cái xiên mới, thay cái cửa, rồi làm lại gạch ở dưới phòng tắm, làm gạch ở trong cái phòng bathtub, phòng tắm đứng này luôn, làm lại hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà nhìn nó cũng rất là boring, chỉ có màu trắng, màu đen rồi. Nó chỉ có nhìn nó rất là standard anh chị, nó không phù hợp với một căn nhà 1 triệu đô. Thì chính vì vậy mà nó hơi khó bán chút. Rồi, bây giờ em cùng anh chị của mình cùng ra phòng khách coi người ta đã làm gì cái phòng khách nha anh chị. Nhưng so far thì em thấy là cái số tiền mà người ta remodel căn nhà này cũng tương đối là nhiều á. Tại vì người ta gần như là người ta tháo hết những cái đồ cũ trong nhà người ta làm lại hết. Nhưng mà những cái nhược điểm mà người ta không có xài đồ tốt, không có phù hợp, những cái đồ dùng trong căn nhà không phù hợp với căn nhà. Thì như anh chị nhìn thấy cái phòng khách ở đây đó, thì cái phòng khách nhà này được cái ưu điểm mà nó rất là bự, không gian phòng khách bự, thoáng và cũng tương đối là nhiều đèn. Nhưng mà cũng bị một cái nhược điểm mà cái đèn màu trắng, cái thì cái đèn màu vàng.
Nếu anh chị nhìn hai cái bức hình so sánh thì anh thấy bên nhà kia người ta decorate đẹp hơn, người ta biết trang trí tường hơn và người ta biết làm chỗ, người ta gắn đèn, người ta gắn đèn kiểu cọ hơn, thì làm nhìn căn nhà nó modern hơn. Còn nếu anh chị nhìn cái căn nhà West Garden Road này, anh chị cảm thấy nó rất là basic và nó rất là chán, và sàn xí gì nó nhìn nó chỉ rộng thôi anh chị, nhưng mà nó không có gì để stand down, nên là không có làm tăng lên giá trị căn nhà. Mà trong khi nếu mà anh chị nghĩ mình gắn đèn vô, những cái đèn, nhìn những cái đèn mà kiểu cọ như vậy nó không quá nhiều tiền anh chị, nhưng mà nó làm cho anh, nhà anh chị nó có một cái, người ta gọi có một cái personality, có một cái tính cách của căn nhà đó. Còn căn nhà này thì nó y chang bao căn nhà khác. Đây là cái phòng ngủ đầu tiên. Thì phòng ngủ này đều chủ, những gì chủ nhà đã làm đó chính là chủ nhà là cái cửa mà closet đó anh chị, thì người ta thay cửa mới, gắn cái quạt trần, thay sàn và sơn vậy thôi. Rất nhìn rất là basic, đơn giản. Anh chị thấy nếu mà mình nhìn lại cái căn nhà Westminster đó, thì chủ nhà người ta còn kiểu cọ hơn, người ta dán tường hơn để làm cho cái tường nó nổi bật lên. Còn bên đây thì người ta chỉ sơn thôi, người ta chỉ sơn cái cũ, người ta thay cái mới vậy thôi. Đây là phòng ngủ thứ hai. Actually đây là phòng ngủ thứ ba, tại nãy em quay quay cái master bedroom cũng như cái concept phòng ngủ kia, nhưng mà cái phòng ngủ này thì nó có một cái nhà tắm riêng. Cái size cái phòng ngủ này thì nó bằng cái size của phòng ngủ thứ hai đó anh chị. Đó, giờ mình vô mình coi cái nhà tắm, coi người chủ nhà tắm này, coi cái nhà tắm này cũng tương đối là nhỏ thôi. Mình vô mình coi người chủ người ta đã tân trang cái gì trong cái nhà tắm đó nha anh chị. Thì cái nhà tắm này người chủ người ta đã thay gạch nè, người ta gắn một cái bồn tắm đứng ở đây nè. Đó, thì anh chị em, cái bồn tắm đứng nó cũng không có cái cánh cửa, cũng không có tấm màn, tông màu trắng đen nhìn rất là bình thường. Và anh chị thấy cái sinh không, cái sinh rửa tay đó, nó cũng là cái đồ Home Depot, cũng không quá mắc tiền. Và nếu anh chị so sánh với nhà Westminster, người ta xài cái sinh nó hơi kiểu cọ một chút xíu, nó cũng không mắc hơn cái sinh này bao nhiêu tiền đâu anh chị, nhưng mà nó làm cho căn nhà nó khác biệt. Đó là cái mà em muốn nói đó. Rồi, đây là một cái tủ closet cũng tương đối nhỏ thôi. Cái tủ closet này nhìn nó cũng hơi kỳ một chút, nhưng mà đây là cái tủ closet của cái căn phòng đó. Đó là phòng ngủ thứ ba của căn nhà này. Giờ mình qua phòng ngủ thứ tư nha. Nhà này trên giấy tờ đó, nó chỉ ghi 4 phòng ngủ, nhưng mà cái nhà nó 5 phòng ngủ anh chị. Đó. Đây là phòng ngủ thứ tư. Phòng ngủ này như anh chị thấy không? Phòng ngủ này nó cũng không matching với hai phòng ngủ kia. Nếu anh chị để ý cái tủ closet đó, phòng ngủ kia người ta xài tủ closet kiến. Còn đây là tủ closet, nó là loại rẻ nhất, loại standard nhất. Đó, thì anh chị thấy không? Cái cách người ta fit nhà, người ta cũng không có chú bước chậm vô cái sự mà đồng điệu giữa các món đồ sử dụng trong căn nhà với nhau, thì làm cho căn nhà nó cũng nhìn một lần nữa là em lại phải nói là nhìn nó hơi chán. Đó, đây là phòng tắm thứ ba của căn nhà này. Đó, thì cái phòng tắm này cũng đã được remodel gần như hết tất cả, cái cửa sliding door mới, tất cả mọi thứ, gót sàn, gót, tất cả mọi thứ đều là mới hết, nhưng mà nhìn cũng basic thôi. Còn đây là phòng ngủ cuối cùng, phòng ngủ thứ năm của căn nhà này. Cái phòng này là cái phòng nhỏ nhất nha anh chị. Có một cái cửa window ra ngoài. Chủ nhà người ta cũng gắn quạt trần, thay sàn, sơn, vậy thôi. Đó, thì cái phòng ngủ này, cái nhược điểm duy nhất là của nó là nó không có cái closet trong cái phòng ngủ này nha anh chị. Rồi, bây giờ em sẽ ra cái phần sân sau. Nhà này thì có sân nhỏ hơn sân ngoài kia. Sân ngoài kia, nhưng mà anh chị thấy nhà này sân của nó chỉ có 6.300 square feet thôi. Và cái landscaping chủ nhà này ế 2 tháng nay, người ta cũng không chịu kêu người qua cắt cỏ nữa anh chị. Để cỏ mọc rất là tầm ở đây, trong khi căn nhà kia người ta, chủ người ta đã clean up cái landscaping rất là đẹp, rồi chọn trồng thêm cây cối quanh nhà, làm nhìn rất là chill. Còn đây nhìn chủ nhà người ta để cỏ dại mọc tùm ta ra hết. Thì cái này đó là một điểm trừ của căn nhà này. Thì nói chung á là căn nhà này em thấy là nếu mình muốn mua thì mình có thể trả giá xuống nữa, tại vì chủ nhà người ta phíp nhà, nhưng mà người ta không có biết cách phíp, và người ta không biết làm sao mua, làm thế nào để làm tăng thêm giá trị căn nhà. Thì ở phần cuối video
em sẽ phân tích, em sẽ nói những cái ưu và nhược điểm của cả hai căn nhà này. Và em sẽ nói cho anh chị biết là những bài học gì mà mình từ học được từ hai căn nhà này nha anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị. Và em đã quay và giới thiệu xong cho anh chị căn nhà thành phố West Garden Road. Bây giờ mình làm một bài toán con số, một bài toán nhỏ để mình tính coi chủ nhà này người ta có lời trên căn nhà này không anh chị. Căn nhà này chủ nhà mua với giá 775.000 đô. Tiền tân trang sửa chữa căn nhà này em estimate chủ nhà bỏ chừng 80-100.000 đô. Tại em thấy sửa nhà này chủ nhà cũng sửa rất là nhiều, sửa gần như là tất cả mọi thứ trong căn nhà. Thì em làm tròn 100.000 cho nó dễ tính. Đó là 875.000. Căn nhà này đã bỏ trống 1 năm trời. Thì trung bình cái giá căn nhà này mà đem đi cho thuê một tháng là từ 4, một tháng cho tiết cho thuê căn nhà này có được 4.000. Mình lấy 4.000 nhân cho 12 tháng là 48.000. Đó cũng là cái chi phí mình phải tính vô. Cộng với 48.000 là 923.000. Vậy là xong chưa anh chị? Chưa xong. Mình phải tính luôn cái tiền agent fee vô trong đó nữa. Thì căn nhà này thì tiền agent fee em estimate từ 30-40.000. Thì em tính 30.000 cho nó rẻ. Thì mình cộng thêm 30.000 là 953.000. Bây giờ mình chưa xong nữa anh chị, mình còn phải cộng vô tiền giấy tờ nữa. Tại lúc đầu mua nhà mình cũng phải tốn tiền giấy tờ escrow. Bây giờ mình bán nhà mình còn phải tốn tiền giấy tờ escrow. Thì em tính cái tiền giấy tờ thêm 10.000 nữa là cộng 10.000 và 963.000. Nếu mà chủ nhà bán được cái giá 1.050.000 nha anh chị, 1.050.000 trừ cho 963.000 thì người ta lời khoảng 87.000. Đó là nếu người ta xài tiền mặt nha anh chị. Nếu mà người ta mượn tiền ngân hàng thì còn chứ không được lời 87.000 đâu. Nếu mượn tiền ngân hàng thì em nghĩ chắc còn lời có 20-30.000, 30-40.000 rồi. Tại vì tiền ngân hàng rồi mình trả interest rate, mình trả tiền ngân hàng mỗi tháng nữa. Rồi có 20-30.000 anh chị. Thì nếu anh chị đầu tư 950.000 mà sau khi mình mua bán nhà xong mình lời được có 20-30.000 một năm trời nha anh chị, thì có đáng không anh chị? Thì tất nhiên căn nhà này hiện tại nếu bán được giá 1.050.000 thì người chủ có thể đang là break even hoặc có thể đang lỗ trong căn nhà này luôn đó anh chị. Thì bài học mình nhận ra từ người chủ này là gì? Là khi mình mua nhà cũ về mình tân trang sửa chữa mình phải làm rất nhanh, làm thật nhanh. Chứ mình không thể delay qua một năm được anh chị. Tại một năm cứ mỗi nhà cho qua và anh chị đã mất tiền rồi. Thì thứ nhất là mình phải làm thật nhanh. Thứ hai là sao? Là phải làm cho đẹp. Tại vì căn nhà này, căn nhà thuộc thành phố West Garden Road, cái giá nhà người ta đã mua ra rất là mắc rồi anh chị. Mà người ta không có, người mua nhà người ta cũng có cái gu. Mà người chủ này người ta, một căn nhà 1 triệu đô mà người chủ người ta xài đồ của căn nhà 500-600.000 đô. Thì cái furniture nó không có phù hợp với căn nhà. Người chủ không biết decorate căn nhà, không biết tân trang căn nhà sao cho đúng, dẫn tới căn nhà này khó bán. Mặc dù và cái giá 1.050.000 ở West Garden Road người ta bán là cũng đơn giản lắm chị. Nhà mà đẹp đẹp, tân trang mà đẹp thôi, 1.050.000 căn nhà này có thể, nếu mà biết tân trang đẹp có thể bán được tới 1.1 luôn anh chị. Nhưng mà tại sao nhà vẫn ế, 1.050.000 vẫn ế? Là tại vì người chủ người ta không biết làm nhà. Đó là bài học mình học ra từ được từ cái người chủ người ta flip căn nhà West Garden Road này. Thì em hy vọng anh chị coi video này xong anh chị cũng học được những cái điều mới giống em. Em hy vọng anh chị thích những cái video dạng kiểu này. Tại tôi làm video kiểu này em tốn nhiều thời gian hơn những cái video quay nhà. Em hy vọng anh chị coi, anh chị học được thêm những điều mới giống như em. Em cũng mỗi ngày em đi coi nhà em học thêm điều mới. Thì em hy vọng anh chị thích những cái dạng video này. Rồi nếu anh chị thích thì anh chị có thể like, comment. Anh chị muốn coi hai căn nhà này, hai căn nhà này còn đang bán trên thị trường nha anh chị. Nếu anh chị thích căn Westminster thì phải gọi em liền đi coi liền. Tại căn này em nghĩ tuần sau là chủ nhà người ta bán xong rồi đó. Còn căn West Garden Road anh chị cũng muốn đi coi thì cũng gọi em liền đi anh chị. Tại nếu mà thị trường đang hot thì có thể tuần sau người ta cũng bán được luôn. Thì số điện thoại em là 714-655-9715. Em là Tony Nguyễn, em cảm ơn anh chị đã dành rất nhiều thời gian để coi video này của em. Một video tương đối dài, nhưng mà em hy vọng anh chị học được một số điều mới từ cái video này của em. Em cảm ơn anh chị đã rất nhiều.